Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục đại biểu nhân dân số tháng 11 năm 2017. Trong chuyên mục kỳ này, sau phần điểm tin, chúng tôi sẽ có phóng sự phản ánh kỳ họp bất thường ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân xã Bản Qua huyện Bát Sát nhằm thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân xã về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua mở rộng thị trấn Bát Sát. Phần cuối là mục trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 11, Đoàn Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam Trung Quốc do bà Vương Tụ Phần, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam Trung Quốc làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc tại Lào Cai và một số địa phương của Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp đoàn đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam Trung Quốc đến chào xã giao trong chuyến công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đồng thời thông báo những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, tiềm năng thế mạnh và ưu tiên của tỉnh Lào Cai trong phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng thế mạnh và ưu tiên của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Trong đó mong muốn đoàn đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam cũng như cá nhân bà Phó Chủ tịch Vương Thụ Phần trên cương vị công tác của mình tiếp tục có những đóng góp cho việc mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam nói chung, quan hệ giữa Đại hội đại biểu nhân dân Vân Nam và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ngày càng hiệu quả, cùng góp tiếng nói chung nhằm thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế Côn Minh Lào Cai Hà Nội Hải Phòng mà hai nước đã ký kết. Bà Vương Thụ Phần, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp ân cần tỉnh Lào Cai với đoàn công tác Bà Vương Thụ Phần nhất trí với những đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai địa phương nói chung, quan hệ giữa Đoàn Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ngày càng bền chặt. Ngay sau đó, Đoàn Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã có buổi làm việc với Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. Tại cuộc làm việc, đồng chí Vũ Xuân Cường phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã giới thiệu về mô hình chức năng nhiệm vụ của hội đồng nhân dân tỉnh lào cai và cho biết hiện tỉnh lào cai đã thành lập tổ công tác của tỉnh ủy để triển khai các công việc cụ thể nhằm hiện thực hóa biên bản hợp tác giữa tỉnh lào cai việt nam và tỉnh vân nam trung quốc mà hai đồng chí bí thư tỉnh ủy của hai tỉnh đã ký kết trong chuyến thăm của bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh tới vân nam vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cũng ban hành kế hoạch triển khai tới các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh về nội dung hợp tác trên các lĩnh vực giữa lào cai và vân nam gồm trao đổi đoàn giao lưu hữu nghị nhân dân hợp tác kinh tế thương mại thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông hợp tác văn hóa xã hội hợp tác quản lý biên giới và cửa khẩu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Xuân Cường đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai và Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam cần tích cực tạo điều kiện cho Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố, giao lưu hợp tác, tăng cường giám sát các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quản lý cửa khẩu, quản lý biên giới, góp phần xây dựng cặp cửa khẩu ngày càng văn minh hiện đại. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Vương Thụ Phần, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam đã thông báo về bộ máy hoạt động của Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam. Bà cho rằng với bộ máy tổ chức khá tương đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai và Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam cần tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát phát triển kinh tế xã hội, phát huy vai trò của các đại biểu nhân dân trong thực hiện dân chủ toàn quốc. Bà Dương Thụ Phần chân thành mời đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đến thăm tỉnh Vân Nam trong thời gian sớm nhất và cũng mong muốn trong chuyến thăm Lào Cai nói riêng, một số tỉnh của Việt Nam lần này đoàn sẽ có cơ hội học tập cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Vừa qua dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên thường kỳ thứ 15 đánh giá kết quả công tác tháng 10 của thường trực, các ban, các tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và triển khai nhiệm vụ tháng 11. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành xem xét bổ sung một số nội dung theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh vào nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh. Tờ trình số 122, tờ trình 132, tờ trình 134 Cuộc họp cũng đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện pháp luật đầu tư công, quản lý nợ công năm 2016 và một số nội dung khác. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến và thỏa thuận theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh 4 tờ trình là phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các dự án, chợ văn hóa Cán Cấu, xã căn Cấu, huyện Simacai, xây dựng phòng học cho các trường mầm non thuộc các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo nghị quyết 30A của chính phủ thỏa thuận phân bổ kế hoạch vốn bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tỉnh Lào Cai, bổ sung hai dự án thủy điện ở huyện Sapa vào quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai, nhất trí phân bổ vốn ngân sách tập trung năm 2017 để đầu tư dự án cải tạo hạ tầng giao thông và phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017. Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức hoạt động giám sát theo kế hoạch, tập trung hoàn thiện các báo cáo giám sát, tích cực xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, không để tồn động, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 11, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại thành phố Lào Cai gồm đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Đình Định, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Nông Đức Ngọc, trường ban dân tộc tỉnh, bà Nông Thị Cúc, phó hiệu trưởng trường, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 xã Tạp Phời đã có buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri các xã Cam Đường, Tạp Phời, Hợp Thành, phường Thống Nhất, Xuân Tăng, thành phố Lào Cai. Tại các buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 10 tháng và ước thực hiện năm 2017. Kết quả giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri của cơ quan chức năng sau kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri đã bày tỏ niềm vui tin tưởng vào sự phát triển đi lên của tỉnh và thành phố. Nhiều kiến nghị của cử tri đã được tổ đại biểu lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời cũng như giám sát việc thực hiện được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Cử tri đã nêu 21 ý kiến kiến nghị thuộc 4 nhóm lĩnh vực chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, nước sinh hoạt, đất nhà văn hóa, công tác phối hợp quản lý cán bộ, đảng viên nơi cư trú, tình trạng ô nhiễm môi trường, xe chở quá tải, hiện tượng môi giới, lừa bán sản phẩm cho nhân dân vùng cao, thay mặt tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tại thành phố lào cai đồng chí nguyễn văn vịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu toàn bộ những kiến nghị của cử tri đồng thời yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trên cơ sở những nội dung lĩnh vực trách nhiệm và thẩm quyền sẽ quan tâm trả lời giải quyết và đề nghị tại kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật Theo quyết luận số 246 ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai về chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017. Trong đó, để mở rộng thị trấn Bát Sát, năm thôn là Châu Giàng, Bản Nắng, Bản Trung, Bản Trang và thôn làng mới của xã Bản Qua sẽ được sắp nhập về thị trấn Bát Sát với diện tích điều chỉnh là 11,9 km vuông. 478 hộ, dân số là 1.945 người. Tại kỳ họp bất thường ngày 20 tháng 11 năm 2017, Hội đồng Nhân dân xã Bản Qua, huyện Bát Sát, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã thảo luận và đều nhất trí với tờ trình về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Bản Qua mở rộng thị trấn Bát Sát. Trước đó khi lấy ý kiến của cử tri năm thôn xã Bản Qua sẽ điều chỉnh địa giới hành chính về thị trấn Bát Sát, vẫn còn cử tri còn băn khoăn về việc tăng các khoản phí sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các thôn về thị trấn. Chúng tôi rất băn khoăn, tôi chúng tôi là nhà nông mà quanh đi còn lại cũng chỉ có hai mảnh ruộng thì mà cũng không biết buôn mà chẳng biết bán nên là chúng tôi rất băn khoăn là mai này là phải làm ăn làm thế nào mà còn đủ sống và làm thế nào để nuôi được con ăn học bởi vì vào thị trấn là các quản các thứ là đều nộp nhiều hơn so với ở xã ấy. vâng rất là khó khăn cho người dân Nhưng mà vào thị trấn thì mong muốn làm sao để cho dân trí của thôn là nó phải dân trí nó phải cao lên thì mới vào được thị trấn bởi vì dân trí ở thôn rất là thấp nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng và những băn khoăn của cử tri năm thôn Châu Giàng, bản Náng, bản Trung, bản Trang và thôn làng mới, hội đồng nhân dân xã bản Qua đã tổ chức họp bàn với lãnh đạo các thôn nằm trong diện điều chỉnh để các thôn tổ chức họp với cử tri qua đó tuyên truyền để cử tri hiểu được tầm quan trọng của chủ trương thành lập giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017. Một số người dân thì người ta vẫn còn rất là băn khoăn. Tại vì người ta cũng chưa hiểu rõ là vào thị trấn thì họ sẽ là phải đóng góp nhiều tiền và cũng có thể là, là đóng góp nhiều cái mà bà con trước mắt là chưa hiểu về cái sau này sẽ được hưởng lợi một cái các công trình phúc lợi xã hội ví dụ đường điện trường trạm và một số công trình khác nữa thì bà con cũng chưa hiểu được. Cho nên chúng tôi với cương vị là bí thư chi bộ là quy hoạch địa giới hành chính của năm thôn này trong đó là có thôn Bản Náng chúng tôi rồi, tuyên truyền vận động chúng tôi đã tuyên truyền vận động và họp thôn lấy ý kiến của dân nhưng sau đó là dân cũng có người xé chiều người cũng có người thì thích vào có người thì vẫn cứ chưa hiểu được cho nên là cái này thì chưa phải một sớm một chiều chúng tôi cần tác động và tích cực tuyên truyền cho bà con hiểu rõ hơn một cái việc đây là một cái chủ trương lớn của đảng nhà nước ta chúng tôi nắm được cái cái cái, cái 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 tâm tư nguyện vọng đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo ban tuyên vận rồi các cái tổ tuyên vận ở thôn đấy và tuyên truyền cho bà con thấy được là thứ nhất về cái chủ trương mở rộng địa giới hành chính của thị trấn là một cái chủ trương rất là lớn và nó phù hợp với cái quy hoạch chung của tỉnh đồng thời nữa là đây là nó là tất yếu trong quá trình phát triển cái thứ hai nữa là cái chế độ đối với bà con nhân dân thì khi mà sát nhập vào thị trấn thì nó không có gì thay đổi và khi mà sát nhập vào thị trấn đấy thì có khi có những cái điều kiện còn tốt hơn các cái phúc lợi xã hội sẽ được đáp ứng tốt hơn bởi vì là đây là cũng là cái chủ trương phát triển đô thị nói chung của tỉnh qua công tác tuyên truyền hầu hết các cử tri đều đồng ý với phương án điều chỉnh địa giới hành chính năm thôn xã bản qua về thị trấn bát sát Người dân hy vọng thay đổi địa giới hành chính sẽ giúp thay đổi kinh tế xã hội địa phương và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi kết quả giải quyết một số ý kiến kiến nghị của cử tri các huyện thành phố trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 cử tri huyện Văn Bản đề nghị tỉnh làm cầu treo thôn Ken Ba để phục vụ cho 350 hộ dân của các thôn Phúng, Ken, Đồng Vệ, Thi và Thi Một xã Triển Ken. Hiện nay, tại vị trí xây dựng cầu treo theo đề nghị của xã Triển Ken đã có cầu sắt chiều rộng 1 mét, chủ yếu là cho xe máy và người đi bộ. Tuy nhiên do chiều rộng mặt cầu hẹp nên việc đi lại gặp khó khăn, chỉ đi được một chiều. Một bên đầu cầu phải chờ xe và người đi bộ sang hết cầu thì mới tiếp tục đi. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn chỉ đạo các phòng chức năng của huyện và Ủy ban nhân dân xã Trường Ken khảo sát kiểm tra thực hiện cắm biển cảnh báo, hướng dẫn nhân dân qua lại trên cầu cũ để đảm bảo an toàn. Cử tri xã Trường Ken, Liêm Phú, huyện Văn Bàn phản ánh hiện nay tuyến đường từ Ken 3 đi Tằng bậu, tuyến đường từ Khánh Yên Hạ, Liêm Phú dài 6km đã xuống cấp nghiêm trọng, đi lại rất khó khăn, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp các tuyến đường trên. Tuyến đường từ thôn Ken Ba đi thôn Tàng Bậu có chiều dài 1,8 km do Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn quản lý khai thác. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao kế hoạch vốn bảo trì hàng năm từ năm 2017 đến năm 2020. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn chỉ đạo đơn vị duy tu bảo dưỡng thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên để nhân dân đi lại êm thuận. Tuyến đường từ Khánh Yên Hạ, Liêm Phú do Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn quản lý khai thác. Đoạn tuyến có chiều dài 6 km được đầu tư năm 2010 với quy mô mặt đường láng nhựa. Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn bố trí kinh phí từ ngân sách huyện và chỉ đạo đơn vị duy tu bảo dưỡng thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa nhỏ các vị trí mặt đường để nhân dân đi lại êm thuận. Cử tri huyện Bắc Hà đề nghị đầu tư xây cầu và nâng cấp tuyến đường từ km 19 đường 153 thuộc địa phận Thôn Cồ Dề Trải vào Ủy ban Nhân dân xã Nậm Mòn và các trường học bởi hiện đường đã xuống cấp, không có cầu, khi mưa to nhân dân và học sinh không đi lại được. Tuyến đường từ km 9 đường tỉnh Lộ 153 vào Ủy ban Nhân dân xã Nậm Mòn với chiều dài 1,5 km được đầu tư nâng cấp năm 2014 với mặt đường cấp phối theo tiêu chuẩn đường cấp A, giao thông nông thôn. Trong đó có một vị trí khe nước chảy qua đường chưa được đầu tư cống thoát nước, nên trong mùa mưa việc đi lại rất khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà chỉ đạo các phòng chuyên môn sớm tổ chức kiểm tra các vị trí hư hỏng trên tuyến đường, đồng thời lập phương án đầu tư cải tạo nâng cấp 1,5 km đường vào Ủy ban nhân dân xã Nậm Mòn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định tới đây thì chuyên mục đại biểu nhân dân kỳ này xin được kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau xin kính chào và hẹn gặp lại